Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 23 tháng 7 và ngày 24 tháng 7. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2 và cơn bão Gemi. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, giật cấp 4. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ, có lúc động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m95 xuất hiện lúc 16 giờ ngày 24 tháng 7, thấp nhất âm 1m85 xuất hiện lúc 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7. Mực nước tại Phước Long cao nhất 1m02 xuất hiện lúc 21 giờ ngày 23 tháng 7, thấp nhất 0m88 xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.